đêm em luôn mơ về nơi nắng về một nơi bình yên bên sông cát vàng, chỉ có anh bên em ngồi kia đêm giá lạnh, đừng đợi thêm hiu quạnh, một mình em vẫn đưa tình yêu xanh thẳm. Ngoài kia đầy giông bão, chẳng một ngày bình yên, một mình em đi qua bao nhiêu chán nản. Ngày đêm em luôn mơ bên nơi nắng vàng, chỉ có anh cần bên khẽ khàng. Về một nơi bình yên biển xanh cát vàng, chỉ có anh bên em nhẹ nhàng. Na 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 na. Lạ thiệt, sao hồi con bông sen nó còn ở nhà bà? Bà cũng đối xử tử tế với nó đi, đợi nó bỏ đi rồi bây giờ mới hối hận. Nó là con tôi. Hả? Con bông sen là con gái của tôi. Con bông sen là con... con của bà. Xin ông trời hãy giúp con có thêm nghị lực để có thể rời bỏ khỏi cái thành phố này. Con cần sự che chở của người để có thể bảo vệ cho đứa trẻ. Con xin người đừng bỏ rơi con. Giờ con không còn ai khác hơn nữa hết. Chị có biết ông bà Gia Minh không? Có biết. Có phải hai ông bà làm cho con bông sen tổn thương 2-3 lần không? Đúng đó. Nhưng hai cái người đó chính là cha mẹ ruột của con bông sen. Hả? Bất ngờ quá phải không? Mà tại sao chị biết vậy? Chính miệng bà nói với tôi. Chuyện này khó tin thiệt đó nha. Nói gì? Khi nghe xong thì tôi choáng váng mặt mày. Tôi không có tin nữa. Tôi chỉ nghĩ cái chuyện nó xảy ra trong phim thôi. Ai vậy nó ngay cái cảnh mình luôn. Trời ơi, má. Má có biết là bà Hai với bông sen đi đâu không? Họ bỏ đi rồi mà má không biết họ đi đâu hết á. Má không biết đi đâu hết hả? Họ có nói cho bà Ngự này nghe nè. Có. Nhưng mà cậu đừng hỏi tôi họ ở đâu nha. Tôi cũng giống như cậu thôi à, tôi không có biết. Nhưng cái điều duy nhất tôi biết á, con bông sen nó là sao? Con của ông bà Gia Minh. Con bà Gia Minh? Ừ. Tin chưa? Thật không thể tưởng tượng được. Con khốn kiếp, tại sao nó cứ làm kỳ đà cắn mỗi người khác? Con xin lỗi bác. Lẽ ra là con không có nên kể chuyện này trong lúc bác đang vui. Nhưng mà thôi kệ nó đi. Chuyện của con này cũng không có đáng quan tâm đâu. Cái chính á là bác đã tìm được con gái, và bé Nhím đã gặp được mẹ. Như vậy mới đáng mừng bác à. Cảm ơn cháu. Cháu thật là một cô gái tốt, luôn luôn biết quan tâm tới người khác. Để tôi. Alo. Xin lỗi, ai gọi ạ? Tuyển gia sư. Xin lỗi cô, nhà tôi đã có người rồi. Vâng vâng, hẹn gặp cô khi khác nhé. Chào cô. Bác vừa nảy ra một ý tưởng. Ý tưởng gì vậy bác? Cháu sẽ làm gia sư cho bé Nhím. Vì bé Nhím rất thích cháu, mà bác cũng thích cháu. Trông bé Nhím hơn là người lạ. Cháu thấy thế nào? Nếu mà được nhiều thì tốt quá. Bản thân cháu cũng rất là quý bác với lại chị Dạ Yến nữa. Nếu vậy thì lát nữa Kỳ Nam về, cháu cứ đề cập vấn đề này với nó nhé. Dạ. Rồi bác sẽ nói thêm. Dạ. Thôi, cháu ở chơi đi. Bác phải đi đây. Dạ, con cảm ơn bác nhiều mọi thứ nha. Không có gì đâu. Yeah.
Trời, tới nơi rồi. Hơi à. Đây rồi. Sao? Cuối cùng mình cũng đến nơi rồi thầy ha. Đó, con thích cái không khí này không? Dạ thích. Có thể ở đây hơi bị lâu đó nghe. Đây. Trời ơi, đây mát quá trời, khí hậu đã gì đâu. Nguyên một vườn trà ngút ngàn luôn. Cái này mà hái về cứ bằng bán là đã luôn á. Chưa cho nghĩa chịu mua bán không à. Chào ông. Chào bà. Chào con. Chào chú. Tụi tôi muốn gặp cô Lộc. À, ông đây là... À, tôi là anh của cô Lộc á. Nhớ rồi. Thầy có phải là thầy Phước không? Tôi là Phước. Còn chú là... Tư Minh nè. Thầy nhớ không? Tư Minh đây sao? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Sao lúc này đen quá vậy? Lâu quá mấy năm rồi không có lên đây thì ta giờ không có ra. Dạ. Khỏe không? Dạ khỏe. Vợ con gì chưa? Dạ cũng ở vậy nha thầy ơi. Vậy à? Dạ. Có vợ người ta cho vui chứ. Thầy Lộc có nhà không vậy? Dạ bà Lộc đi công chuyện chút xíu nữa mới về tới. Dạ. À, mời thầy Phước, mời tất cả vô nhà. Vô bà, vô con. Mời mọi người uống nước. Cảm ơn. Dạ. Cứ tự nhiên như nhà của mình. Dạ. À, xin phép thầy Phước, xin phép mọi người tôi ra sau làm việc chút xíu. Dạ. Rồi rồi, chú đi nha. Cảm ơn chú nghe. Thầy ơi, không khí đây dễ chịu thiệt cái nha. Xem. Dạ, không khí như vậy đó hả? Tốt cho sức khỏe của con mà tốt luôn cho em bé nữa. Hai này, đừng có nhắc cái chuyện em bé đây mà. Trời ơi, tao quên. Thôi không nhắc nữa, không nói nữa. Anh Hai Phước. Ủa, Lộc. Anh mới lên tới đó hả? Ờ. Chào chị. Dạ, chào. Giới thiệu đây là Lộc, em gái của tôi. Dạ. Còn đây là bà Hai với Sen. Dạ. Gọi điện nói với em đó. Dạ chị. Sao chuyện của anh nhờ em đó ra sao rồi? Hôm anh gọi điện tới giờ cậu Xuân Lâm đi chưa có về cho nên em không có tiện nói. Em nghĩ là mình cứ tạm thời ở vậy đi, không thành vấn đề gì đâu. Thế nào rồi chắc cậu cũng đồng ý thôi, nhưng mà làm gì thì làm. Em cũng phải hỏi ý cậu một cái đã. Đúng rồi, hỏi ý kiến cậu ta chứ. Dạ. Cậu ta mà không đồng ý thì mình cũng chịu, nghe không? Dạ. Thôi, chắc là mọi người đi đường mệt lắm rồi. Em vô làm cơm đãi mọi người nha. Rồi rồi, cho tôi xuống tôi phụ cô với. Thôi, đi chị. Cầm. Lúc học dịch là số dách luôn đó. Sao thầy thấy cái gương mặt của con có vẻ lo lắng sợ hãi vậy? Hả? Không sao đâu, yên tâm đi. Chắc mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp thôi. Đây là em Lộc của thầy đó. Đó, đã làm việc ở đây lâu năm lắm rồi, thấy không? Cậu Xuân Lâm ở nhà này thầy biết từ hồi nhỏ, tánh tình cậu ta cũng tốt lắm, chứ không sao đâu, thấy không? Mà thầy ơi, lỡ cậu Xuân Lâm gì đó không cho mình ở lại đây, hôm nay mình phải quay về nữa. Con không muốn quay về đâu. Đừng có lo, chắc không có chuyện nữa đâu. Cậu ta sẽ đồng ý mà, thấy không? Con vui vẻ lên đi. Con lo lắng nhiều quá nó không có lợi cho sức khỏe của con, mà không có lợi sức khỏe của em bé đâu, nghe không? Dạ. Anh. Ủa, em chưa đi về à? Đáng lẽ là em đi về rồi, nhưng mà tự nhiên gặp bác Cẩm Lệ, thế là hai bác cháu tâm sự với nhau một chút. Ừ, mà lúc anh đi đó thì có điện thoại đến, người ta xin làm gia sư. Vậy em nói sao? Em nói là nhà này đã có gia sư rồi. Kim Quân, ai cho phép em cái quyền em quyết định ở trong ngôi nhà này đấy?
Thôi mà Kỳ Nam, anh đừng có như vậy được không? Em nghĩ là em sẽ làm rất tốt, tại vì em rất yêu quý bé Nhiếm và cả gia đình anh nữa. Em bị điên rồi. Em có biết là nay mai anh sẽ đưa Dạ Yến về đây không? Hả? Em biết, nhưng mà em hứa là em sẽ tôn trọng tuyệt đối chuyện riêng tư của anh. Không bao giờ. Em hãy bỏ ngay cái ý định đấy đi. Anh đừng có như vậy được không? Chẳng lẽ anh muốn thấy em lang thang thất tha thất thểu ngoài đường hả? Anh muốn nhìn thấy những cảnh như vậy đúng không? Em đừng dùng những lời lẽ nặng nề như vậy. Đơn giản là vì em không có đầy đủ điều kiện mà anh cần. Thế thôi. Anh thật là tàn nhẫn. Alo. Alo, làm ơn cho tôi gặp bác sĩ Kỳ Nam ạ. Vâng, tôi Kỳ Nam đây ạ. Dạ, tôi có đọc báo, thấy anh đăng tin tìm gia sư cho con gái ạ. Dạ đúng rồi đấy ạ. Vậy cô có đầy đủ điều kiện mà tôi cần không? Dạ, dĩ nhiên là đủ, cho nên tôi mới gọi điện. Vậy được. Có gì chiều nay cô qua đây chúng ta sẽ trao đổi thêm nhé. Dạ, mấy giờ ạ? Dạ, cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Con xin lỗi bác, con chưa đi là tại vì con còn một số việc để giải quyết. Mà bác làm sao vậy? Bông sen đâu, không về chung với bác hả? Bông sen, con đi đâu vậy? Con đi đâu mà không nói cho mẹ biết? Không có tin tức gì hết. Trời ơi, mẹ tìm con ở đâu bây giờ? Trời ơi, ở đây rau củ nó xanh tươi thế mê luôn á. Nói thiệt chứ cô, tôi mà ở đây mà ăn kiểu này riết ra chắc đi vô cửa không lọt quá. Thì chị cứ ăn thoải mái đi. Rau cải đây là vậy đó, lúc nào cũng xanh tươi hết chị. Bởi vậy ăn đi con, ăn nhiều nhiều vô đi. Dạ, dạ. Nè, con ăn nhiều mà thấy nhìn vô thấy là biến quá vậy. Ăn nhiều vô chứ, ăn nhiều mới giữ gìn sức khỏe mà được. Ráng ăn đi con. Dạ, chắc tại giờ này con hơi mệt á. Chứ bình thường con mà đói rồi còn ăn nhiều lắm. À, đúng rồi, bác Lộc ơi, con đi ra ngoài chơi được không? Ừ, con cứ tự nhiên đi. Nhưng mà ăn xong chưa đã? Không có được nha. Ăn cho rồi đi đã mới đi đâu đi. Thôi con ăn xong rồi, lát nữa con đi chơi về con ăn tiếp. Vậy nha, con đi chơi nha. Nè, cẩn thận nha con. Dạ, con biết mới rồi. Lên rồi còn lạ đó, con không biết đó. Nhiều về sớm nha. Biết rồi. Vậy đó, chân đi mà thấy vậy khoái lắm, không cản nó được đâu. Chim non, sao mẹ đang mừng vậy? Chắc là lạc mẹ rồi phải không? Nghĩ tâm em về nhà nuôi nha. Cô kia, cô làm gì vậy? Anh là ai? Tôi hỏi cô là ai? Cô làm gì vậy? Hả? Cô có biết đây là khu vực nguy hiểm không? Tốt chứ, đi càng sớm càng tốt đi. Nghe nói chưa?
Sao tỷ ngồi ở đây chi vậy? Con đi đâu mà dữ thần vậy? Tới bây giờ mới chịu về. Thì con đi dạo mà, con đi vòng vòng chơi. Trời đất ơi, ý, con chim này lấy đâu ra vậy? Con thấy nó tội nghiệp quá à, chứ là nó lạc mẹ rồi, nên đem nó về nuôi nè. Nuôi? Nuôi chim hồi nào mà biết nuôi? Nuôi được không mà nuôi? Thì đó giờ chưa nuôi, giờ mình nuôi thử. Con nghĩ chắc cũng không khó lắm đâu, nuôi chim thôi mà. Dẹp vụ chim chóc đi. Con lo muốn chết rồi nè. Tới giờ này chưa thấy cậu chủ cậu về. Rồi mình sao đây nè, chưa có biết được. Thôi, con thấy hai lo nghĩ chi cho mau già vậy. Chắc người ta cũng không cho mình ở lại đây đâu. Thì cứ coi như là mình đi du lịch đi. Ừ, du lịch, không rảnh đâu. Không rảnh du lịch đâu. Ờ, mà hai ơi, có chuyện này quan trọng lắm nè. Cái gì? Hồi nãy á, con gặp một gã đàn ông lạ. Hả? Cao lớn, mặt ngầu lắm, nhìn đáng sợ lắm. Còn nói với con là không được ở đây lâu nữa. Nó hâm con vậy đó hả? Ừ. Là không được ở đây lâu. Ừ. Chết rồi con. Trời ơi, không chừng là con gặp trà tạc rồi đó. Hả? Thôi không được rồi con ơi, nguy hiểm lắm mà. Giờ bà cháu mình phải đi liền khỏi đây. Lỡ có cái gì rồi làm sao, có hai bà cháu à. Thôi đi, nha. Mời cô vô. Chào anh à. Chào cô. Cô ngồi xuống đây đi. Dì Tám ơi. Dạ. Lấy cho tôi ly nước nhé. Dạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lan Phương à. Tôi là người đã gọi điện thoại cho anh. Xin lỗi cô. Cô đã lập gia đình chưa? Dạ chưa. Ý của tôi muốn hỏi là cô có một sự ràng buộc nào không? Và cô có thể dành hoàn toàn thời gian của cô cho con gái tôi không? Chắc chắn là được chứ ạ. Vậy học vấn của cô thế nào? Dạ, tôi đang học dở dang ngành sư phạm. Nhưng mà tôi cũng có kiến thức cơ bản về mặt lý thuyết. Nếu như mà tôi đọc thêm sách thì tôi nghĩ là tôi có thể trau dồi thêm được ạ. Vậy cô có thể lên giáo án để dạy cho một bé gái 6 tuổi được chứ? Dạ, chắc chắn là được chứ ạ. Xin lỗi, tôi muốn hỏi, hình như là con gái của anh không được khỏe lắm, đúng không ạ? Nếu như vậy, thì cô có từ chối công việc này không? Đương nhiên là không ạ. Thì cảm hứng của cô để làm công việc này là gì? Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng một đứa bé ốm yếu thì sẽ được nhận nhiều thứ hơn so với những đứa trẻ bình thường. Nhận nhiều thứ hơn? Cụ thể là nhận cái gì? Dạ, tình cảm ạ. Tình cảm. Ok, tôi nhận cô. Nhưng tôi cũng phải nói để cho cô hiểu rõ hơn là con gái tôi không có bệnh gì cả. Thực sự nó chỉ bị gặp một vài biến cố trong cuộc sống và nó cần có người để chia sẻ, hiểu nó và nói chuyện với nó nhiều hơn. Tôi nghĩ là cô có đủ thời gian để làm việc đó đấy. Dạ, tôi có thể dành trọn 24/24 tiếng một ngày của mình cho cô bé, nếu như cô bé thực sự cần tôi. Về mặt này thì anh có thể hoàn toàn yên tâm ạ. Con gái của tôi tên là Nhím. Trước đây nó rất yêu bà nội. Khi bà nội nó mất, đó là cú sốc tinh thần rất lớn đối với nó. Bé Nhím vẫn thường tâm sự với bà nội vì nó nghĩ rằng bà nội nó vẫn còn sống. Còn về phần tôi thì tôi đang rất bận và tôi không thể nào chăm sóc nó được. Mẹ của nó thì vừa trở về sau một vụ mất tích, mà cô ấy lại còn bị mất trí nhớ nữa. Chính vì vậy tôi lại phải chăm sóc cho cô ấy. Tôi hy vọng là cô sẽ dành tất cả tình cảm của cô để chăm sóc cho con gái tôi. Cô bé thật là đáng thương. Tôi nghĩ là tôi sẽ gắn bó và gần gũi với cô bé. Thế khi nào thì cô có thể đi làm được? Ngay ngày mai được không ạ? Rất tốt. Nếu vậy thì tôi sẽ bảo dì Tám chuẩn bị phòng cho cô. Và về tiền lương thì cô không cần phải nghĩ đâu. Tôi không quan trọng về chuyện đó. Tôi sẽ trả cho cô mức lương mà cô yêu cầu, nếu cô làm tốt. Dạ. Tôi sẽ cân đối một mức hợp lý nhất ạ. Cảm ơn cô. Bây giờ cô có thể đi về được rồi. Dạ, cảm ơn anh. Xin phép anh ạ. Tôi để quên cái túi. Chào em. Ai đây? Cô giáo mới của bé Nhi.
hại anh thấy sao? Xinh. Khá sắc sảo và dễ thương. Tôi nghĩ là anh cần thêm một lần cẩn thận nữa. Trời ơi, thật là kinh khủng mà bạn ha. Trời ơi, mà sao bà ở cái xóm nào bà ở lại cái khu mình bà ở chỉ cho mang tiếng vậy không biết nữa à. Trời đất ơi, trời khu với mình khu với dân quá mới chết chứ. Vậy thì ghét. Ừ. Trời ơi, nhắc tiền nhắc mặt được chị đỡ. Bà hả? Ừ. Đúng là đồ đĩ thỏa. Nè, ơi, con bà, bà kìa. Bà nói gì vậy? Hả? Trời ơi, tôi nói gì kệ tôi. Trời ơi, có tật trực mình nè. Bà nói lại cho tôi nghe coi bà nói cái gì. Thế là bà con đĩ đó, là sao? Tôi nhịn bà lâu lắm rồi đó nha. Ha, nhịn bà lâu lắm rồi đó nha. Nhịn là bà làm gì thôi? Không làm gì hết, tôi đánh mày vậy nè. Má người ta, cậu ta vậy đó anh, không có giờ giấc gì hết á, muốn đi đi, muốn về về vậy đó, bởi không ai quản lý nên vậy. Trời, đây màu tối quá hả bà ha. Có khi cậu ta còn đi tới sáng lưng kìa. Hả? Tới sáng luôn á hả? Dạ. Thôi trời, em thấy mọi người đi đường xa đã mệt lắm rồi, chờ cả ngày trời, hay là thôi đi, mình đi nghỉ sớm đi, rồi mai cậu Sơn Lâm về rồi anh em mình nói chuyện với cậu ta sao? Anh thấy được không? Ừ, vậy cũng được, đúng không? Nếu vậy bây giờ em vô lo chuẩn bị chỗ ngủ cho mọi người nha. Ừ. Tôi theo cô tôi phụ vậy. Dạ. Xin chào. À, anh Cao Đỉnh. Chào em. Sao bữa nay lại có hứng thú đến thăm tụi tôi vậy? Bạn bè đến thăm nhau không được trời sao? Rồi, mời ngồi, mời ngồi. Sao rồi? Bây giờ cuộc sống của hai người ra sao? Lúc chưa ra khỏi gia đình thì mọi việc đều ổn. Nhưng bây giờ mà việc khó khăn lắm anh à. Thôi mà em. Nói chung vạn sự khởi đầu nan. Đúng vậy, gian nan bắt đầu nạn. Thôi thôi thôi, đừng nhắc bãi chuyện này nữa. À, anh vợ kịch của nhóm mình sao rồi? Bông sen nó diễn tốt không anh? Bông sen đã thôi việc. Sao lại thế? Cô ấy đã rời nhà đi. Mà nói tóm lại là cô ấy bỏ đi, không ai biết. Trời ơi, vậy mà em chẳng biết gì hết trơn. Còn một số điều bí mật nữa mà anh tin chắc rằng em cũng không biết. Về bông sen hả? Anh nói cho em biết đi. Anh mới phát hiện ra một tin nóng hổi. Bông sen là con ruột của ông bà Gia Minh. Trời ơi, sao có nhiều điều bất ngờ về bông sen vậy? Thề không đó. Chẳng lẽ chuyện này mà tôi lại nói đùa không? Còn một số điều bí mật nữa cơ. Vậy à, nói đi, nói đi. Không nói được. Nói đại đi, úp mở hoài. Ừ. Tôi đã bảo là không nói được. Bởi vì không liên quan đến anh, mà lại liên quan đến ông anh họ của em cơ, gã Kỳ Nam. Rồi sao nữa? Nói nhanh lên coi. Mày cứ nói chậm chậm như thế này á, chắc tao lên tầng sông tao chết quá. Thì bà Hải Thụy đang đi tìm nó. Bà nói với con là bà sẽ kết nối tình cảm nó với anh Kỳ Nam bằng bất kỳ giá nào. Trời ơi, sao lại có chuyện đó? Nhưng mà dì ơi, hình như là vì cháu mình có quế nhân phù trợ hay sao á, bả đi tìm nó mà đâu có gặp đâu. Nó đã bỏ đi mà không để lại bất kỳ thông tin gì. Biến mất à? Biến mất không để lại tâm tích nào à? Thì bà hai cô không thấy nó đâu luôn. Sao có chuyện đó ta? Mà này, nhưng nếu như vậy á thì tốt cho chúng ta chứ có gì đâu hả? Ừ, con cũng nghĩ vậy đó. Nhưng mà họ có thể đi đâu được nhờ? Tại sao lại biến mất như thế nhờ? Con cũng đang thắc mắc giống gì.
vậy? Hàng ngày, hai có nghe thấy tiếng gì không? Cái gì? Trời ơi, hai có nghe thấy gì thiệt hả? Không. Con thấy sợ quá. Trời ơi, tôi ngủ tiếp đi. Mai thức dậy diễn. Hả? Sợ quá. Hai. Ngủ đi. Mình bị con mình không thể nào sống chung với một gã điên được. Em à, con mong sen nó đi rồi, nó không còn ở đây nữa anh à. Em nói sao? Hồi sáng em có đến tìm nó, nhưng mà hàng xóm nói là họ đã bỏ đi rồi, mà cũng không biết là họ đi đâu nữa. Sao lạ vậy? Chắc là nó không chấp nhận được sự thật, cho nên nó bỏ trốn rồi. Là sao? Em nghĩ là thầy Phước đã kể cho nó biết. Điều này sẽ tốt cho nó. Tại sao nó bỏ trốn? Anh không nhớ là chúng ta đã đối xử cho nó quá tệ trong suốt thời gian vừa qua hay sao? Nếu nó cố chấp như vậy thì cũng không ổn đâu. Trời ơi, bây giờ mà không tìm thấy nó, em không chịu nổi anh ơi. Em bình tĩnh, bình tĩnh lên đi em. Làm sao em có thể bình tĩnh được? Trong khi em với anh thì sống sung sướng như thế này, còn con gái của chúng ta bây giờ sống ở đâu? Ai lo lắng cho nó? Cứ nghĩ đến điều này em không thể nào chịu được. Thôi em. Em còn đang định hàn gắn chuyện tình cảm của nó với Kỳ Nam nữa kìa. Sao? Chuyện đó cũng can dự vào à? Không được đâu. Sao vậy anh? Vậy em không biết vợ Kỳ Nam đã trở về à? Cô ta vẫn còn sống. Là sao? Vợ Kỳ Nam đã trở về, cô ấy bị mất trí. Bông Sen, tìm được của anh. Mình phải đi tìm của anh. Mình cần nói chuyện với cô ấy. Mình không thể nào quên cô ấy được. Hai, hai con đang làm gì đó? Hai mày em bé mấy cái tả phải chuẩn bị trước khi con sanh chứ. Trời đất ơi, hai chú đáo thấy sợ luôn á. Mà hai, giờ này hình như cái bụng của con đang từ từ nó to ra. Thì đúng rồi, em bé phải từ từ nó lớn lên, với cái bầu của con cũng mấy tháng còn gì nữa. Mà không biết sao ha, vậy thì con thấy khó ngủ quá. Bầu bì nó vậy đó, chứ hai hả? Thời tiết vậy mát mẻ yên tĩnh, xuống cái là tao ngủ như chết vậy. Có không đó, con thấy hả, mình chết là đâu biết ngái đâu. Hai ngủ như chết vậy mà hai ngái quá trời ngái luôn. Thôi nghe, tôi ngái hồi nào? Cốc ngái ở ưa nó kêu đó. Ờ, xạo, không có ngái đâu á. Cốc ngái ở ưa kêu. Nè con, hồi nãy giờ hai ngồi đây hai nghĩ tới cái ông chủ nhà này. Không biết là ông thầy Phước với lại cái cô em ổng đó có thuyết phục được ổng cho mình ở đây không? Thôi hai ơi, hai đừng có nghĩ chi cho mệt. Con thấy mấy người giàu nào họ cũng xem thường mấy người nghèo mình hết trơn á. Mà đỡ họ không cho mình ở đây rồi mình đi đâu hai? Trời ơi, tao cũng không biết sao giờ. Tức như vậy, để mình có phép ha. Mình có phép cái là biết đủ thứ luôn, bản tình. Nói như hai vậy, con mà có phép hả? Con sẽ biến cây chổi này thành một cây chổi bay. Sau đó con sẽ chở bà hai đi du hành khắp thế giới luôn. Chi mà cho xa vậy? Gần xịt đây nè. Hai mà có phép hai sẽ biến một tòa lâu đài cực kỳ lộng lẫy cho mẹ con còn ở. Đúng không? Thôi, nói chuyện mơ mộng với hai tiếng con nhức đầu quá. Để con vô con hỏi thăm tình hình thầy Phước còn thực tế hơn á. Con đi nha. Giái trời, ông chủ nhà này ông chịu cho bà cháu tôi ở đây. Tình hình sức khỏe của Dạ Yến thế nào? Đã có một chút phản xạ,
nhưng tôi thấy chưa tiến triển gì nhiều. Thế còn các xét nghiệm khác có kết quả chưa? Vẫn chưa mà. Mà sao họ không cho cô uống thuốc an thần nhỉ? Tôi thấy tinh thần của cô rất kém. Tôi nghĩ là chúng ta phải chờ đợi thôi. Chúng ta không thể nào chữa bệnh mà không biết cô ấy mắc bệnh gì. Trong thời gian chờ đợi này, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà, như vậy sẽ tốt hơn. Ông còn chờ gì nữa? Tôi cũng nghĩ đưa cô ấy về nhà đi. Dạ mời cậu dùng nước. Cảm ơn bà. Cô Quân mới tới hả? Ừ. Ai vậy? Tôi cũng không biết nữa, mà hình như là bạn cậu chủ. Mà cậu chủ không có nhà, tôi nói anh ta ngồi chờ á. Bà vô làm gì làm đi, tôi tiếp ảnh cho. Chào anh. Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau, đúng là ý trời. Đừng có lòng vòng nữa. Anh tới đây để làm cái gì? Thì chắc chắn là để gặp ông chủ Kỳ Nam rồi. Gặp anh Nam chi? Cô em cũng hơi tò mò, nhưng không sao. Giữa tôi và Kỳ Nam không có mối liên quan nào khác ngoài bông sen cả. Tôi nghe nói nó mất tích rồi mà. Đúng vậy, cô ta đã biến mất. Và chỉ có tôi là người duy nhất biết lý do tại sao cô ta làm như vậy. Anh có thể nói cho em nghe là tại sao không? Cũng được. Bông sen của tôi đang có một búp sen nhỏ ở trong bụng. Con ơi, mẹ con mình phải tìm nơi ẩn nấp thôi. Ba của con sẽ không thể nào tưởng tượng được là mẹ con mình đang trốn ở nơi xa xôi hẻo lánh này. Anh! Lại là cô hả? Cô làm gì ở nhà tôi vậy? Cô là ai? Tôi... nhà anh hả? Anh hỏi bác Lộc đi, bác Lộc biết tôi là ai á. Tôi hỏi cô là ai? Cô làm gì ở đây? Thì tôi là tôi chứ là ai? Tôi đang đứng trước mặt anh nè, sao? Sơn Lâm, con về rồi đó hả? Mọi người đang chờ con trong kia kìa. À, buổi trưa đã sẵn sàng rồi, con vô giúp bác một tay nha. Dạ, vậy con xin lỗi, con vô trước nha. Bác Lộc, cô ta là ai vậy? Bác có thể nói cho con nghe sau bữa trưa được không? Cô Lộc ơi, cơm rồi nè, dọn đâu? Còn bà già đó, cuộc xâm lăng này là sao? Sao toàn là người lạ trong nhà tôi vậy? Hay là con vô dùng bữa trưa xong đi, rồi bác sẽ nói rõ cho con nghe sau. Đúng là bông sen có thai với Kỳ Nam hả? Đúng vậy. Mà nếu như vậy thì tại sao lại ra đi? Nó làm gì thì đâu có được cái gì đâu. Cô ấy ra đi là bởi vì không muốn cho Kỳ Nam biết. Có lẽ cô ta sợ Kỳ Nam sẽ lấy mất con của mình. Và nếu đúng như Kỳ Nam muốn lấy mất con của cô ta thì tôi sẽ giúp cho anh ấy. Anh nghĩ là sai rồi. Tôi cảm thấy là anh không nên cho anh Nam biết về cái thai của con bông sen. Tại sao? Tại vì theo tôi biết á, thì bông sen ra đi không phải tại vì sợ anh Nam chia cắt mẹ con nó, mà là bà già yến vợ Kỳ Nam đã về rồi. Cô ta chưa chết à? Ừ. Mà tôi nghĩ là nếu anh Nam biết cái chuyện mà bông sen có thai, chắc chắn là anh sẽ tắt thành cho mẹ con họ và sẽ không bao giờ chúng ta cho bông sen làm diễn viên nữa. À, thôi đi, quên chuyện đó đi. Tôi nghĩ là dù sao thì nó cũng sẽ gây bất lợi cho anh thôi. Tại sao lại ở đây? Tôi không muốn mất nhiều thời gian với anh đâu. Anh đến đây để làm gì? Anh ơi, anh Cao Định đến để anh có chuyện muốn nói với anh á. Sao? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Mà tại sao em cũng liên quan đến anh ta? Không phải, hồi nãy em đến thì gặp ảnh ở đây rồi. Thì ảnh nói với em là ảnh có một tin quan trọng muốn nói với anh. Đó là... Sao? Tin đó là bông sen đã biến mất rồi. Cái gì? Họ ở lại đây hả? Họ đang rất cần sự giúp đỡ của mình.
Sao toàn là phụ nữ? Con không có thích họ ở trong nhà con đâu. Nhưng họ là những người thân cận của bác. Anh trai bác là cha đỡ đầu của con bé. Hơn nữa bác đã hứa với con bé là sẽ giúp đỡ họ. Con à, họ toàn là những người tốt cả. Bác đã quyết định rồi, còn hỏi con làm gì nữa? Làm sao bác dám quyết định việc gì khi không có ý kiến của con chứ? Dù sao, con vẫn là người quyết định cuối cùng, Sơn Lâm. Bác cứ làm cái gì bác muốn đi. Nhưng bác nhắc nhở họ, đừng có làm phiền con. Được rồi, bác cảm ơn con. À, tại vì hôm nay em vô tình đến khu nhà bà Hai á, thì em thấy là bà Hai với Bông Sen đã ra đi rồi. Họ đi đâu mà cũng không có nói với hàng xóm gì hết. Em tìm khắp nơi mà không có thấy. Còn anh Đỉnh thì anh lại nghĩ là anh biết Bông Sen đang ở đâu nên anh đến anh hỏi thử. Tôi không biết gì cả. Bông Sen không hề liên lạc gì với tôi. Anh không nói dối tôi đấy chứ? Anh không tin thì tùy em. Thôi được, tôi tạm thời tin anh. Vậy thì tôi tìm người khác để hỏi vậy. Chúc hai người một ngày tốt lành. Không biết là Bông Sen có nói chuyện này cho thầy Phước biết không nào? Tại vì bà Hải Thủy đã đến tìm ông thầy Phước để hỏi thử. Nhưng mà cô không thấy ổng ở đâu hết anh. Em nghĩ là chắc họ đi cùng nhau. Giờ này cô đang ở đâu? Cô đang làm cái gì cơ chứ? Bông Sen, mừng quá. Vậy là bà cháu mình có chỗ ở rồi. Dạ. Ủa cậu Sơn Lâm đâu rồi em? Em cũng không biết nữa. Hình như cậu ta có chuyện đi ra ngoài á. Biết chừng nào về nữa. Tiếc quá. Anh gặp cậu ta cái đây mấy năm rồi. Anh muốn gặp cậu ta thì thể cảm ơn cậu ta một tiếng. Anh yên tâm đi, để em chuyển lời hỏi thăm của anh tới Sơn Lâm cho. Còn cậu ta bây giờ ra sao? Cậu ta lúc này thay đổi lắm anh. Từ khi mà bỏ nhà chuyển về đây sống á. Em có biết lý do không? Em cũng không biết nữa. Mà nhiều lúc cậu ta lạnh lùng khó hiểu. Có khi em thấy sợ sợ á. Không có gì đâu. Mọi người ăn cơm đi. Ăn đi con. Dạ thưa bà, đây là cô Lan Phương, là cô giáo mới của bé Nhiếm. Còn đây là mẹ của cô chủ. Dạ, con chào bác à. Cô không mang theo nhiều hành lý. Có vẻ như cô không định ở đây lâu nhỉ? Dạ không ạ, ngược lại thưa bác. Ngôi nhà này rất đẹp, cho nên là con không có lý do gì để ra đi ạ. Hơn nữa, con rất muốn giúp anh Kỳ Nam thực hiện mong muốn của mình ạ. Đừng phí thời gian. Con gái tôi sẽ sớm khỏe lại. Và nó sẽ đảm nhận vai trò làm mẹ. Khi đó thì công việc của cô ở đây không cần nữa đâu. Dạ thưa bác, con cũng không muốn mình phải lãng phí thời gian đâu ạ. Chị dẫn em lên phòng nha. Dạ thưa bà. Dạ, xin phép bác. Thầy thấy hình như là con không muốn ở đây thì phải. Thầy ơi, con có muốn hay không thì con cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đâu. Thầy cảm giác là con đang sợ hãi gì đó. Hay là con sợ anh chàng đó? Không có. Chắc tại dạo này con thiếu ngủ nên thầy thấy tinh thần con không có thoải mái vậy á. Chắc từ từ rồi con cũng quen thôi à. Không có sao đâu. Cố gắng lên con. Thỉnh thoảng rồi thầy lên thăm con. Mà thầy, thầy nhớ là đừng có nói cho ai biết về chuyện con đang ở đây, rồi chuyện đứa bé nữa nha. Được rồi, thầy hứa mà. Con biết là thầy kính điện hơn bà Hai mà. Nói vậy là cô biết hết chuyện Bông Sen hả cô Lộc? Dạ, anh tôi đã kể cho tôi nghe hết rồi. Từ khi mà con bé bị bỏ rơi, anh tôi nhặt mang nó về, cho đến lúc có một người phụ nữ tốt bụng đem nó về nuôi tới bây giờ. Cô biết người phụ nữ đó là ai không? Ai vậy chị? Tôi nè. Ôi trời, tôi cũng nghi vậy đó. Nó giỡn cho vui thôi nha. Bác Long, bà Hai. Ủa? Đang nói đề tài gì anh mà cười vui dữ vậy? Dạ. Tôi thấy hai người có vẻ thân thiện với nhau rồi đó nghe.
Được, nghe tôi cũng mừng. Dạ. À, Lộc à. Dạ. Sáng nay thì anh cũng cảm ơn em. Cảm ơn em đã lo lắng cho tất cả mọi chuyện em thấm giùm cho anh. Thôi, anh lại khách sáo với em nữa rồi. Đó là việc anh phải cần làm mà. Khách sáo cái gì? Anh là làm đúng thì anh phải cảm ơn chứ. Còn con á, ở đây cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe không? Đừng có lo nghĩ gì nữa hết trơn á. Thầy về Sài Gòn, rồi rỗi rảnh á, thầy tranh thủ thầy ghé lên đây thầy thăm con. Nghe không? Con biết rồi, thầy xuống này cứ lo lắng cho con không à. Ba đó nghe. Thế sao? Tôi giao nhiệm vụ á, thì ba phải nhớ đó. Ở trên này con xe có chuyện gì á, ba phải báo cho tôi biết liền luôn nghe. Trời ơi, tưởng gì, thầy yên tâm, tôi chăm sóc nó kỹ lưỡng lắm. Thầy lo thầy sức khỏe của thầy á. Tôi khỏe. À, đúng rồi, bác Lộc. Gì con nói bác Lộc chuyện này nè. Tôi sắp tới á, bác Lộc kiếm gì cho con làm đi. Chứ ở không vậy đứa con chán còn chết luôn rồi á. Cũng nên tìm cái chuyện gì đó làm cho nó khuây khỏa, khỏi suy nghĩ dững dơ nữa, cũng tốt. Tôi nghĩ như con Lộc. Trời ơi, chứ tôi cứ ăn ở không riết vậy đó hả, nó mập ú luôn đó. Công việc ở đây á thì không có thiếu, có điều là sợ mọi người cực quá đấy, rồi tôi lại mang tội với anh tôi nữa. Không có sao đâu. Nè, thầy Phước ơi, tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi. Tôi có ý kiến vậy nè. Ý kiến gì? Mình đổi tên con bông sen. Sao đổi? Chị như chị? Để an toàn đó. Chứ đủ có chuyện gì xảy ra thì làm sao? Bà hai nói nghe cũng phải á, cũng đã bí mật á thì mình cũng mật tuyệt đối luôn, đúng không? Nhưng mà bây giờ là đổi tên gì vậy? Trời ơi, biết đâu lo thầy với nó thôi. Tự nhiên đổi, giờ con đâu biết đổi tên gì đâu. Sao con nghĩ thử coi, tên gì đẹp, lạ cũng được, mộc mạc càng tốt. Con thấy đơn giản thôi là tốt nhất á. Con thấy đây tùm lum trà nè, gọi đại con là trà luôn đi. Trà. Trà nghe cũng hay á anh. Nghe cùng ngủng, tự nhiên có trà không vậy sao tôi nói cái gì á. Trà mà coi trà nó dính líu tới mùi vị nè, đến hương thơm nè. Ồ đúng rồi, đúng rồi. Trà hương, trà vô hương vô chơi luôn, trà hương phải không? Bà là tôi mắc cười quá bà hai. Trà hương tôi nghe nói nhớ chùa đi. Hương trà. Ừ trời được ơi không? Đúng rồi, hương trà. Nghe cũng được á thầy. Đẹp cả đó, hương trà. Quá đẹp luôn quá. Quyết định vậy đi ha. Quyết định vậy đi. Yêu tình sẽ mong manh, vì sẽ nơi đau ngọt ngào là tình anh. Biết yêu là sẽ cho anh con tim hát lời yêu thương mãi mãi. Yêu tình sẽ mong manh, vì giữa trái tim hướng dẫn là tình anh. Nỗi đau rồi sẽ qua nhanh, em mang hết tình cho anh mãi mãi lần lần. Trong đợt mưa rơi, nơi tình yêu chẳng giống như mình thường mơ. Ta gặp nhau nơi nắng vàng, miệt mài trời vàng, nơi bình yên và nỗi đau chờ đợi anh. Yêu tình sẽ mong manh, bất ngờ sẽ thấy đau ngọt ngào là tình anh. Biết yêu là sẽ cho anh con tim hết lời yêu thương mãi mãi. Biết yêu tình sẽ mong manh, vì giữa trái tim hướng dẫn là tình anh. Nỗi đau rồi sẽ qua nhanh,